Rồi, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của LBRO. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cách sử dụng cái con ED77 này. Thứ nhất là cách sử dụng CD. Ở đây có cái nút nè, là nút chúng ta có thể bấm ra CD ra để thoát ra. Chúng ta sau đó chúng ta bỏ đĩa vào này. Rồi sau đó cái nút ở trên đây là nút play CD ha. Nút đây là nút play bên phía cassette. Bấm cái nút này ra ha, CD bỏ vào đây, đây nút play CD, nút đây play cassette. Sau đó hai bên nút này nó là volume đó, đang nghe nhạc của CD. Ví dụ như em tăng giảm âm lượng, tăng lên đây thì nút bấm bao nè, sau đó chúng ta có thể bấm play nè, nghe lại từ đầu. Ở dưới đây là nút FM, sau đó hai cái nút kế bên là hai nút chuyển kênh. Thì tí nữa em sẽ chỉ cho tất cả các bác cái cách dò kênh, cái dò đài nó như thế nào. Đây là cái nút nguồn, ở đây có cái nút là chúng ta bấm ra thì nó là cái cassette nó một mở lên. Bên đây có nút một cái tương tự như vậy, đối trọng với nó là bấm lên nó sẽ là ở khay cassette. Thì ở đây các bé thấy em có một cái khay bỏ băng cassette vào đó, chúng ta đè xuống, sau đó chúng ta bấm tắt này đi, làm thử bấm lên cassette. Lấy cassette lên đó, tăng volume lên đó. Rồi hai cái nút này là hai cái nút chuyển bài cho CD và cái nút tu băng luôn. Đấy, dừng lại cho cái nút tu băng luôn. Rồi nếu chúng ta thích hay không thích thì có đây có hai cái nút, hai cái nút này là hai cái nút mà chúng ta bấm cái màn hình hiển thị lên. Rồi còn nút kế bên là nút bấm, chúng ta bấm xuống. Rồi ở trên đây ví dụ như em bấm CD chạy đi ha, ở trên đây là cái nút mà chúng ta bấm vào để giả lập một cái âm thanh vờm, để tạo ra một cái tiếng vang, để khi chúng ta nghe một cái căn phòng nhỏ nó có một cái âm vang và khiến nó dành cho những người mà họ thích những cái âm thanh vờm và mang lại một cái cảm giác nghe nhạc thú vị, là nó hơi vang vẳng trong tai mình. Thì cái bát bấm này chúng ta có thể bấm tắt bên đây, bấm lớn lên thì các bác mới thấy sự khác biệt. Tắt ngay con này nó vang hơn một tí, nó có một cái tí echo trong đó. Nên vì thế nên cái lo cái thiết kế của ED77 này là thiết kế nó hướng thiên, tức là hướng lên trên thay vì nó hướng đối diện ra bên ngoài, để tạo ra một cái giả lập âm thanh vờn. Còn nút bên đây là để chúng ta chỉnh EQ, để chỉnh tùy theo cái sở thích nghe nhạc của tất cả các bác như thế nào. Thì chúng ta bấm đây lo lên cho các bác cảm thấy nghe nhạc cho nó, phải không? Nó thay đổi âm trầm, âm bổng, hoặc là tắt đi. Đây là cái nút chỉnh EQ. Sau đó nó có hai cái nút này, hai cái nút này không phải là hai cái nút chuyển bài mà là hai cái nút để chúng ta có thể dò đài, kiểu như dò kênh á, dò kênh FM. Sau đó ở đây có cái nút này tạm hiểu nó là cái nút Enter, để chúng ta khi mà chúng ta dò đài chúng ta bấm Enter nó vào và ta lưu kênh nó lại. Thì ở đây nó có cái nút để chúng ta chỉnh giờ. Đây nè, thấy không? Đấy. Để chỉnh cái tốc em thì chúng ta bấm cái nút FM này. Thì chuyển qua kênh ví dụ. Đó, số 2. Số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè. Thì nãy giờ em đã dò đến mấy kênh rồi. Hiện tại số 8 là không có kênh gì, thì bây giờ em dò tiếp cái kênh số 8 nhé. Chúng ta bấm và đề giữ thì nó sẽ dò tự động chúng ta đến một cái tần số nào đó. Đó, chúng ta chỉnh anten lại. Còn không thì chúng ta bấm nhích nhẹ lại coi thử là nó có thay đổi được cái tần số nó rõ hơn hay không.
Rồi chúng ta bấm cái nút này thì nó hiển thị cái sao vầng nhấp nháy là cái kênh này, cái row run. Chuyển qua cái kênh số 9 ha, bấm lại một enter nữa là kênh nó đã lưu rồi. Tiếp tục như vậy chúng ta dò đến cái kênh số 10. Đồng hồ dễ thương các bạn, rẻ lắm, mua sử dụng chơi ngày nọ, chơi âm thanh là phải chơi những cái đồng hồ này đi kèm, thật đẹp. Em lui ngược lại, em muốn dò kênh 100 mấy ha, tại vì những cái kênh này em đã lưu rồi. Đó, 1.5. Chúng ta bấm thêm cái nút này sẽ có một cái thị nhấp nháy, sau đó các bạn chuyển kênh 1 hay 2. Đây là kênh số 10 thì em sẽ lưu kênh 10. Bấm vào thì đây là đã lưu được 10 kênh FM. Cái về sau thì chúng ta chỉ cần dễ dàng chúng ta bấm cái nút này, di chuyển nó là số mấy thôi là được. Rồi chúng ta lưu lại. Chúng ta chỉnh hình tên. Đó là cái cách lưu kênh sử dụng căn bản nhất của con Panasonic ED7 này. Nếu các bạn thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới, em sẽ giải đáp cho các bạn. Thì cảm ơn.